Được mấy con rồi? Hai đứa. Rồi hôm nay gặp mọi người vui vẻ ha. Rồi. Mình học rất là nhỏ rất nhiều. Lần này phải là có mình sẽ mất không? Cụ lớp trưởng có ba của mình. Để mất bao nhiêu cặp bao nhiêu. Rồi thử nó coi theo anh anh Vất nè, hôm nay không biết có đầy đủ không, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hôm nay là mình hy vọng là mình đông à. Anh có nhắn nhủ gì với mấy người mà hôm nay đến không kịp không? Là đợt sau là tiếp tục anh em mà hiện diện thay mặt đông đủ càng lúc càng vui. Ok, hy vọng hàng năm mình sẽ phát triển tốt hơn. Cặp chào các bạn nè, chào các bạn. Ai đây anh giới thiệu dùm mình bạn nào đây được không? Hậu đây là bạn Hậu là chiến hữu sát cánh với môn là phải lượm không lượm hả? Lượm hậu chào thầy giáo Dũng. Trời đại hồng dấu yêu mộng mơ, Đà Lạt sương mờ vẫn còn trong niềm nhớ. Bên hiên thả hồn tôi thiết tha trường xưa, quên sao hàng cây nghiêng liễu giữ tình thơ, như đang đợi chờ ai ghé ngôi trường cũ. Trong niềm nhớ vô bờ, Đà Lạt ơi, chiều xuống bên đồi, mặt hồ xưa nắng lung linh vàng rơi. Có tôi một lần đến đây ngồi để tưởng nhớ trong đời những kỷ niệm vào giòn thơ ấu phai. Tháng năm đổi thay, nhưng trong hồn này luôn ngất ngây tình say. Quanh đây còn vặn nghe tiếng thông ngàn reo, mơ ngày về trong tình ấm tràn trề. Thank you.
chờ ai ghé ngôi trường cũ. Ôi Đan Lạt trong niềm nhớ vô bờ. Đan Lạt ơi chiều xuống bên đồi, mặt hồ xưa nắng lung linh vàng rơi. Có thôi một lần đến đây ngồi để tưởng nhớ trong đời những kỷ niệm vàng son thơ ấu phai. Tôi xa Đan Lạt bao tháng năm đổi thay, nhưng trong hồn này luôn ngất ngây tình say. Quanh đây còn vẫn nghe tiếng thông ngàn xéo, mơ ngày về trong tình ấm tràn trề. Mơ ngày về trong tình ấm tràn trề. Đầy đủ hơn nữa không? Ok, cảm ơn anh Hồng nhiều. Ok, bye. Chào mọi người, đây là bạn Tido. Sáng em có đi không? Nè, anh Tido ơi, anh có nhắn nhủ gì mọi người không có mặt hôm nay về không kịp được hay không? Tido à, chào bạn Duyên hoặc là bạn Chi gì đó. Cái này gửi cho ai đây? À, gửi online. Yeah. À. Gửi cho Duyên hả? À, Duyên và Chi đó. Ok. Cậu Duyên với Chi chúc mừng chị Chi nha. À. Chị Chi không rồi nha. À, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp. Đây là chị Như. Ok, vợ anh Thạch đó. Trời, con phải giới thiệu vậy. Ồ, anh Long. Ồ, lâu quá anh có gặp Trang với Quỳnh không? Có thỉnh thoảng thôi. À, Trang Quỳnh sau này không thấy nó đến. Đấy, sao... Nó có biết tên không? Nó có biết tên chưa? Có hả? Trang nhắn cho mình mà. À vậy hả? À. À. Anh có nhắn gì mọi người khác nữa không? Rồi nhắn tất cả bạn bè thì rất là vui mừng gặp lại bạn cũ. Ok. Ok.